Hiện số ca nhiễm tại Đà Nẵng đã được kiểm soát và giảm đáng kể. Số lượng vùng xanh được mở rộng qua từng ngày. Đà Nẵng cũng bắt đầu áp dụng phương án thu hẹp vùng đỏ khi thực hiện phong tỏa ở quy mô khu dân cư, tổ dân phố. Chính vì thế, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng dịch hiện nay. Để quản lý gần 1.200 hộ thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, ban điều hành thôn đã huy động tất cả đảng viên tại cơ sở, phân chia mỗi đảng viên phụ trách theo từng nhóm hộ. Thông qua hình thức kết nối Zalo, công việc được triển khai từ tổ dân phố đến người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tuy không họp những ngày đó, nhưng mà lên cái chương trình họp trực tiếp, giống như trực tiếp đó, trên Zalo để thông báo cho người dân biết là đợt này là bao nhiêu gỗ, bao nhiêu tiền, bao nhiêu để cho động viên chúng ta nắm. Nắm để làm gì? Để có cái hướng chỉ độ và tuyên truyền xung quanh cái người dân đó được tốt hơn. Quản lý nghiêm bên trong, kiểm soát chặt bên ngoài. Tại đây, người và phương tiện đều lưu thông theo một lối duy nhất. Tất cả các đường mòn, lối mở đều được rào chắn, chốt cứng. Lực lượng công an xã đảm nhiệm vai trò chính tại chốt, kiểm soát chặt chẽ việc ra ngoài, bởi hiện nay người dân vẫn chưa nắm hết được nguyên tắc phân vùng quản lý. Chúng tôi tăng cường kiểm tra, rồi vừa kiểm tra vừa xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không cần thiết và có những cái di chuyển từ địa bàn này qua địa bàn khác không đúng với cái chủ trương của thành phố. Ghi nhận tại các khu dân cư, tổ dân phố nằm trong vùng xanh, vùng vàng trên địa bàn, tổ COVID-19 cộng đồng, cảnh sát khu vực vẫn duy trì và siết chặt chốt ra vào. Mô hình mỗi đảng viên quản lý 10 hộ gia đình đã phát huy hiệu quả trong công tác giám sát và nắm bắt tình hình di biến động của dân cư. Chúng tôi phân ra để mà phụ trách, rồi là từng hộ, từng đảng viên như thế là có cái gì vướng mắc thì về báo với cấp ủy, với bí thư chi bộ để mà báo cái bộ trong. Cán bộ đây là hưu hết cho nên thay nhau. Đấy, tôi là ngày nào cũng tham gia buổi, rồi có anh khác cũng buổi. Thì từ đó nay là coi như thay nhau góp ở ngoài cổng. Là một nhiệm vụ là gì? Quản lý những người ở vùng khóc đấy. Xây dựng mỗi khu dân cư, mỗi tổ dân phố trở thành một pháo đài chống dịch hiệu quả chính là nỗ lực để bảo vệ thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị và tiến đến phủ xanh cấp phường xã, mở rộng phạm vi trên toàn quận, thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, mặc dù tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, song với tinh thần luôn chủ động, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, lực lượng chức năng của các địa phương luôn tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của các hàng quán trên địa bàn vùng xanh. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Vừa qua, quận Sơn Trà đã trở thành vùng xanh, các hàng quán được phép mở bán trở lại. Ghi nhận tại phường Thọ Quang, nhiều hàng quán trên địa bàn dân cư đã hoạt động, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân. Tổ giám sát của phường tăng cường kiểm tra phòng dịch của các hàng quán, nhất là của những tạp hóa, vì đa số người dân thường đến tạp hóa mua hàng. Từ sáng tới 6 giờ tới 5 giờ chiều, mọi người phải sát khuẩn, đứng giãn cách ra, không cho đông đúc. Còn tại các khu vực chuyên bán điểm tâm trên địa bàn thành phố, như phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng, nhiều hàng quán vẫn chưa mở bán lại vì không có đủ nguyên liệu để nấu ăn hàng ngày. Lượng khách đến mua về vẫn thấp hơn so với những ngày trước dịch. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, người mua và người bán đều ý thức phòng dịch. Ngoài ra, lực lượng tổ dân phố phụ trách kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán này, nếu có trường hợp vi phạm, sẽ báo lên phường để xử lý nghiêm. Phối hợp, công an, rồi tổ trưởng tổ COVID như chúng tôi, tổ trưởng tổ dân phố đó, đi hàng ngày đi lui tới nhắc nhở, nhất là khi mà bán khách đông thì nhắc nhở đứng ở cách ra, nên vì chỗ đó người ta là thực hiện tương đối tốt để không có bị xử lý. Trong những ngày này, hầu hết người dân đều muốn ra ngoài đường để mua hàng hóa. Sau thời gian dài ở nhà chống dịch, việc tăng cường kiểm tra giám sát các hàng quán sẽ góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, giữ vững vùng xanh, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố.